Kim BB, phòng chống tham gia hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Cuộc chiến giữa nghệ sĩ và Antifan dường như vẫn chưa có hồi kết. Những cái tên từng điêu đứng vì đại chiến với Antifan gần đây nhất có thể kể đến như là Hoa hậu Hương Giang, Thủy Tiên hay Lâm Vĩ Dạ. Những tưởng câu chuyện đã hạ nhiệt thì mới đây, Lâm Vĩ Dạ tiếp tục bị Antifan tấn công, thậm chí cô còn bị kêu gọi tẩy chay khỏi giải Mai Vàng năm 2020. Cuộc chiến giữa nghệ sĩ và Antifan dường như vẫn chưa có hồi kết. Những cái tên từng điêu đứng vì đại chiến với Antifan gần đây nhất có thể kể đến như là Hoa hậu Hương Giang, Thủy Tiên hay Lâm Vĩ Dạ. Những tưởng câu chuyện đã hạ nhiệt thì mới đây, Lâm Vĩ Dạ tiếp tục bị Antifan tấn công, thậm chí cô còn bị kêu gọi tẩy chay khỏi giải Mai Vàng năm 2020. Bên cạnh Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ cũng là cái tên bị Antifan tấn công, lập group tẩy chay. Tính đến thời điểm hiện tại thì group anti của nữ diễn viên đã có hơn 16.000 thành viên và chưa có dấu hiệu ngừng tăng trưởng. Nguyên nhân khiến Lâm Vĩ Dạ rơi vào bão anti được cho là việc cô xuất hiện quá nhiều trên sóng truyền hình. Chưa kể Antifan còn cho rằng nữ diễn viên có thái độ cọc cằn, chợ búa, điển hình như trong chương trình Khuôn mặt đáng tin. Khi Ngân Khánh nhanh chân chạy lên giành chiếc búa để được quyền trả lời câu hỏi, thì Lâm Vĩ Dạ lập tức thái độ. Cô liền chạy lên hất chiếc bột chương trình ngã xuống sàn cùng với câu nói, thôi nghỉ đi, khiến cho Ngân Khánh đứng chết chân. Trước làn sóng tẩy chay của Antifan thì Lâm Vĩ Dạ đã khóa bình luận trên trang cá nhân. Những tưởng hành động của cô sẽ xoa dịu được một bộ phận không thích mình. Nhưng mới đây lực lượng này còn tấn công qua fanpage của ban tổ chức giải Mai Vàng năm 2020. Theo đó, khi admin fanpage thông báo Lâm Vĩ Dạ là người tạm dẫn đầu đề cử diễn viên hài của năm, thì Antifan lập tức thả những phẫn nộ và bình luận công kích. Được biết ở hạng mục này còn có những cái tên khác như là Trường Giang, Trấn Thành, Huỳnh Lập, Hoài Linh, Việt Hương. Dưới bài viết thì Antifan cho rằng Lâm Vĩ Dạ không xứng đáng lọt vào danh sách đề cử, bởi trong năm qua, nữ diễn viên không có bất cứ sản phẩm hài nào ấn tượng, ngoại trừ việc xuất hiện nhiều trong các game show rồi làm lố, chơi dơ đồng nghiệp. Không những thế, Antifan còn khẳng định so với Trường Giang, Trấn Thành hay Hoài Linh, Việt Hưng, Lâm Vĩ Dạ không có cửa để tranh giải. Ngoài việc đưa ra điểm bất hợp lý, Antifan còn kêu gọi nhau vote cho Trấn Thành hoặc Trường Giang để một trong hai nam danh hài có thể giành giải thưởng này. Liên quan đến việc Lâm Vĩ Dạ bị lập group anti, trước đó thì Hứa Minh Đạt, ông xã của Lâm Vĩ Dạ cho biết nữ diễn viên lúc này đang rất buồn bã. Thời gian gần đây tôi có biết chuyện Dạ bị lập nhóm Antifan. Cô ấy buồn, ở nhà tôi khuyên rằng chuyện này không có gì phải lo hết. Bản thân là nghệ sĩ phải có người ghét người thương. Như tôi đóng vai ác thì cũng có người chê và người khen, Hứa Minh Đạt chia sẻ. Hay Mạc Văn Khoa, đàn em thân thiết với Lâm Vĩ Dạ cũng lên tiếng binh vực. Thực sự ai cũng có người thích người không, bản thân tôi cũng vậy thôi. Tôi không hiểu sao có người anti được chị ấy, nhìn chị ấy vậy chứ tâm hồn rất mỏng manh, hay tâm sự với vợ của tôi. Từ thời điểm bị lập group anti thì Lâm Vĩ Dạ chọn cách im lặng không đối đầu. Tuy nhiên đến tối ngày 18 tháng 11, nữ diễn viên khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng ảnh hôn Hứa Minh Đạt sau trận bóng đá gây quỹ từ thiện miền Trung. Đi kèm hình ảnh này là một đoạn thơ trong sách Em của MC Lưu Hà Trinh. Một vài dòng chia sẻ của Lâm Vĩ Dạ: em sẽ không bỏ cuộc. Anh biết đấy, em sẽ không bỏ cuộc. Dẫu người ta đã rút hết than rồi, dẫu phía trước gió bão đang chực thổi, còn lâu thì em mới để mình trôi. Những câu thơ này như chứng minh Lâm Vĩ Dạ sẽ không bỏ cuộc dù phía trước đang nổi giông bão. Dưới bài đăng, chồng của cô là nam diễn viên Hứa Minh Đạt đã để lại lời nhắn để an ủi vợ của mình. Bên cạnh đó, nhiều đồng nghiệp như là diễn viên Miu, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Ốc Thanh Vân cũng gửi lời động viên tới Lâm Vĩ Dạ. Trong 2 năm trở lại đây thì Lâm Vĩ Dạ xuất hiện khá nhiều trong các chương trình thực tế như là Bảy Nụ Cười Xuân, Quý Ông Đại Chiến, Chị Em Chúng Mình. Mặc dù là một nữ diễn viên tài năng và thường xuyên pha trò, khuấy động không khí, nhưng đôi khi Lâm Vĩ Dạ lại có những hành động kém duyên và gây khó chịu cho khán giả.